Được 2 cân chưa? À 2 yến chưa? 2 cân nhà bà bóc đấy. Ăn cũng được cái chứ gì nhỉ? Chua thêm tí. Vậy vậy cái màu hồng hồng đi nhá. Hồng dai. Dai à? Cứ đi ra ngoài đó. Con tung chết tôi. Trời ơi. Cái này ngõ mình ngon. Nó thì cũng chết tôi cơ mà chết lúc. Con chết thì cũng chết đi. To con đẹp bên trước rồi tung sẵn đi. Mình bán ngoài nữa. Mà sắp chết rồi mà còn đứng ngoài. Con nó sẵn rồi chết tôi. À bà ăn số gà đồng. Bà cho gì đây? Hả? Cho gì em? Đây này, đây. Ê. Cho gì đây? Bà cho phần về đây. Bà ăn có bị hình dung nặng vậy chứ. Dê cho lại 10 nghìn nè. Này, chặt cánh bàn ông ta lên có tầm nhất của tôi đấy. Đi sang đấy nữa ăn cặp. Nó bay lên trên tầng nó ta lùa cái nó bay cho mày đi. À, không mua được. Nó dậy ở trên. Cho bắt mà không bắt được. Không bắt được về tôi không nó lúc nào tình trao nó bay lên đây chỗ khác sao? Kinh kinh nó bay đi ra ngoài kia là mất rồi. Tóm lại là tối lại mà bắt lại mà cắt cánh đi. Đấy, ừ. Đấy. Đó là cắt cánh. Cùng con kia. Cho đùa mà. Nó không với tôi đây. Đây. Rầm. Đấy nó mà phải chứ nhiều có giật mình đấy. À. Đấy cái bay thôi. Đứa con bay bay lắm. Tao ăn thịt chó được mà ngàn nó không ăn rồi. Ừ. Cái này là mà mê chứ gì nhỉ? Mê nó tỉnh được. Mê nó tỉnh được. Cua dễ nhưng mà là hạt mê đấy. Mà lần sau khác là bà thả đi khả năng là không vào được. Anh nhau có rắn có cáo có gì? Rắn có. Rắn này có đấy. Không bắt đâu ấy. Có con gì? Giận quá hay khó? Giận đâu ấy, mùa này là bắt đầu chứ đi hết giận thôi. Đi về bá cho mấy chỗ này. Mấy chứ. Hà mua phải trải gì đó. Sao đi chơi à? Hà mua phải chơi rồi. Mua phải trải. Hà mua phải bóc quá. Trải anh thì anh thì cũng biết anh thật nhưng mà bóc ngại lắm. Mày ăn được đấy. Có nhà ừ, có nhà ừ, ông bà nó bắt nhà hết cả nhà chỗ nhà xa đây nó cắt mà việc thì phải mua lại bọn ấy đắp tiền ra mình mua mình ăn cho nó ngon mua sống mình mua sống mình hấp thì ngọt ngon việc gì phải mua bọn ấy bê ngon không biết không để mà đổi đi chị không đi bà đi rồi thì ai chăm rồi mẹ đi, ta mắm đi. Cục vàng không thu ấy. Vàng nó nổi. Ngày đi. Và buổi sáng là buổi chiều ra.
đi khám, khám nhiều chi tiết lắm, nó kinh. Rồi bắt đầu sẽ rồi thật bây giờ đi ra cái nắng nhìn thấy cái nắng đâu mắt dính 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 vào đi mỏi đó nha, làm chưa xong lâu nha, đây bỏ nếu mà bỏ làm nữa là nếu mà không làm mà mai không gió không ấy là đi được rồi đấy, mai gió mùa, mai gió mùa đấy, họ bảo là mai kia gió mùa rồi chắc hết gió. Mất trận này mới làm cũng đúng dịp đấy, vừa đọc vừa gió vừa đi chả được đấy, mới bữa bài bữa đây thôi này. Cái cách thái mực bảy dòng này là một lá mọi người. Đấy, một cái ở đây này. Cứ một đoạn ở đây trong này, một tháng bát 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 sẽ là quả đứng rồng. Ăn ít quá ăn nhiều hả? Ăn hết lẽ còn đâu mà ít hay nhiều. Ôi ngại trời, nói lại ăn bài quá đó trời. Linh ăn vải có cần phải à, bà ăn nhãn có cần phải bóc không? Thế nào ấy gì dày nhỉ? Tí thấy thịt bò được không? Trời sai trời. Hả?
Có rồi. Bây giờ đi thái bò. Chị cũng kén anh nhãn đi nha. Nhãn chị kén ăn đi đâu phải dại lắm, ăn dại lắm. Dại ăn đấy. Bữa to rồi ta. Bút gà. Nhiều bút gà ơi. Đó đang làm gì không ai? Hai bò. Ủa đầu bếp chúng ta phát thịt bò đi em. Thằng Linh đi chần mực cái này. Đi chần mực đi, nấu nước sôi đây thả vào. Xong rồi rửa. Xong rồi rửa lại nước lạnh. Không biết làm gì. Mày cứ làm theo quy trình anh nói là được. Không biết làm gì. Làm đi. Là nó quay không biết làm nó quay. Hai vợ chồng cứ quay như thế này thì được cái gì? Được cái video. Bác lại cười quay không. Nhìn đấy. Nhìn đấy. Không quay được thôi đâu. Có được không anh? Không bớt nữa. Có con cuối cùng em xé. Em bảo anh em bỏ cái không biết làm mẫu. Sửa đùi kia đó. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé. Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng lấy xong như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dạp đi. Đi học hoài. Được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nhím chạy cho con. Nhím 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 đâu nghỉ. Học quý thứ 2 học quý thứ 7 à, học hết ngày hôm nay này. Không, học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Để thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bú bóp của con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn con cái vậy no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhà vật lông gà. Sao 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 cứ vặn cái một ạ, vặn cái một là được. Dạ.
nào cả. À, gà tí to để làm thịt ăn. Có qua không? Có. À, có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó còn. À, nó ngóng con này. Đúng nào. Con người ngon biết đi về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Đấy, chắc chắn là qua ngủ cũng được. Xong rồi, tháng này tụi về qua đâu, 10 giờ về, mình nhớ về đến đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Để mỏ vô đâu, mỏ qua đâu cái xe đi đâu. Hả? Mỏ là... Cái gì? Mỏ là... Hôm qua đi sao mà về tối làm luôn. Đi làm được. Có làm rồi, nhưng mà xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi chơi không chơi không gì vào. Chỉ đi. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Đây là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt một sức cấp. Bình thường, ngày bình thường mà xem cũng đã làm con gà luộc vậy xong rồi uống bia ngon. À, tí nó luộc lên cho ai ăn. Thế để lột cái lột lên thì lột xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại rồi lại thằng này. Đâu, đâu thứ khác. Đây, đánh nha, à đúng rồi, đánh đi. Ông biết cái ghẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông nhất cái. Nó bỏ ký này. Ở nhất tí ở nhất loại rồi mà. Mất cái tô nhật cái con chút chút. Gà nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong. Cái đấy phải mùi thôi. Nguyên mùi á. Có biết tiền nữa cho không để không gì. Lên đi bếp hả? Cho mồi cái bếp. Ai mà cho áo cắn đây. Ok
Thế thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, củ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị củ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như thằng kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, hỏa qua. Đi đi hỏa qua. Ồ, được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nếm chạy ra con. Học quý thứ bảy à, học học hết ngày hôm nay này. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Để thấu điếu. Thế cho thấu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bú bóp tụi con nhưng mà có một cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Cứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Như tôi để nhất nó lại đi. Dạ. Con gà chết to. Sao cơ? Con gà chết to để làm thịt ăn. Có gà không? Có. À. Con có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền à nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nếu không còn mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng thế nào? Thôi, con biết về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Tại chắc chắn là con ngủ cũng không được. Xong rồi sáng này tụi về qua đâu, 10 giờ về, mình thấy về nó đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Nó đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Giờ mỏ vô đâu, mỏ con đâu đi xe đâu. Hả? Mỏ là... Cái gì? Mỏ là... Hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được. Con làm rồi, xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì công ty vào. Đi đi với ông Dương gì vào. Xí đi. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Đấy là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn.
đặt con sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem lúc đó làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon. À, tí nó luộc lên cho ai ăn. Đây tán nhà, à đúng rồi, tán đi. Ông biết cái ghẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông nhất cái. Đó một ý này. Ông nhất tí ông nhất là gọi được mà. Mắt cái tôm nhập cái tôm cũng chút chút. Cha nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy phải mùi thôi. Mùi đó. Có biết kiếm lửa cho để nó kìa. Không biết cũ đấy. Hả? Đâu có đâu bận tay đi cả. Làm gì á? Này có hai đứa ra. Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nha mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nha, thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng tiên. Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi. Đi học đi chứ. Ném chạy ra con. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay.
và cho ít lông cánh ấy. Về thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bú bóc tụi con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn có cái vậy no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy ông nhập vật lông gà. Xong 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 xong. Có hoa không? Có. À, có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nhỉ? Vâng. Đây, con chó nó đang hóng rồi này. Đây, con chó có cẩu tặc này nó đang hóng rồi. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con à. Đúng rồi nào. Đây này nè. Ôi, con ngon biết gì về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Vậy chắc chắn là con ngủ với tụi. Con này. Xong rồi, sáng này tụi về qua đâu, 10 giờ về, mới nhớ về, nó đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi. 8 giờ đi xem bóng đá chắc là chạy kia. Giờ mổ vô đâu. Mổ con đâu cái xe vô. Hả? Mổ là. Gì? Mổ làm. Mổ qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được. Con làm xe nó để ở nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi với ông kia có gì vào. Xì đi có gì. Cất thiệt. Đi làm thuê taxi đi làm à? Còn tất dân chơi. Đây là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon này. À, tí nó luộc lên cho ai ăn đấy. Luộc cái luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại nó lại thằng này. Đây, đúng rồi, đánh đi. Ông biết cái gẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cái gẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông Nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông Nhất cái. Nó còn một ý này. Ông Nhất tí ông Nhất lùa đây rồi mà. Mắt cái công Nhật cái con cũng chút chút. Chà nhìn ngon chưa. Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy không cái đấy phải mùi không? Mùi đó. Mùi cho để không kìa. Không biết cũ đẻ. Hả? Đi bận tay đi cả. Làm gì vậy? Cho mùi cái bếp. Ai mà cho áo cắn đây? Quá.
qua còn vừa đó nhiều hơn cả ăn đây nước đây hoàn nước này hả? Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nha mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, củ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị củ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng lấy xong như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vặt lông. Dọc đi, Hoàng Hoa. Đi đi Hoàng Hoa. Được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Nhím té nào. Nhím chạy ra con. Học quý thứ bảy học hết ngày hôm nay này học hết ngày hôm nay nếu mà học là học hết ngày hôm nay vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Để thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóc của con nhưng mà có một cái vậy thế á. Ăn con cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy ông nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Chứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Để tôi để nhích nó lại đi. Dạ. Nào cả. À, gà tới to để làm thịt ăn. Có hoa không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền à nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nếu không còn mà đi đường đây mà nó nóng con. À, nó nóng con này. Đúng thế nào? Thế này nè. Thôi, con ngồi biết gì về lúc nào thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà chắc chắn là con ngủ luôn rồi.
tháng này về qua đâu, 10 giờ về mới nhớ về đâu về đâu. Không, nhưng mà nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi. 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Để mỏ vô đâu. Mỏ qua đâu cái xe đó. Hả? Đi. Hỏi làm. Hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Con làm xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì nó đi vào. Đi đi chưa không chưa không gì vào. Xì đi đi. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à? Còn tất dân chơi. Đây là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon này. À tí nó luộc lên cho ai ăn. Luộc cái luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình lấy lại luôn vậy. Nấu thứ khác. Đây tán nha, à đúng rồi, tán đi. Ông biết cái gẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ gẹo con đúng không? Đây đúng rồi, cứ chờ ông Nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông Nhất cái. Nó một ý này. Ông Nhất tí ông Nhất lùa đây rồi mà. Mấy cái tù Nhật con chút chút. Cha nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy không được. Cái đấy phải mùi không? Nguyên mùi á. Có biết gì mà. Mình lửa cho ông để nó kìa. Mình lửa cho ông để nó kìa. Ô, nó biết củ đẻ. Củ đẻ. Hả? Củ đẻ. Cái đó. Cháu nó bận tay đi cả. Làm gì vậy? Này có hai đứa ra. Cho mùi cái bếp. Hai đứa ra cái bếp kia. Cho nó cho mùi lửa không ạ? Ai mà cho nó cắn đây. Qua còn vừa có nhiều cả đêm luôn mà nước đây không hoàn, nước đây hả? Nước đây. Chúng tôi cạnh đi. Ok, vậy hả? Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Thanh Nguyên Hà Nội cắt tóc. Mày nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi.
Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, dọc qua. Đi học qua. Được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nhím chạy ra con. Học quý thứ 7 à, học quý học hết ngày hôm nay này. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Về thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóc tụi con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong 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 xong. Chứ vật cái một ạ. Vật cái một là được. Như tôi để nhất chúng nó lại đi. Dạ. Nào cả. À, con gà tới to để làm thịt ăn. Có vàng không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền à nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng thế nào? Thôi, được. Con biết được về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Tại vì chắc chắn là con cũng bị dùng. Xong rồi tháng này mình về qua đâu, 10 giờ về, mình nhớ về đâu về đâu. Không, nhưng mà nó ngủ đến 8 giờ. Nó đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Trời mỏi vô đâu, mỏi con đâu đi xe vô. Hả? Mỏi là... Cái gì? Mỏi là... Hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Con làm rồi, xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi chơi không chơi có gì vào. Xí đi có gì. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Đấy là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem lúc đó làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon này. À, tí nó luộc lên cho ai ăn đấy. Thế để luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình lại lại thằng đúng rồi đánh nhỉ. Ông biết cái ghẹo bây giờ nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đít cho nhất cái nó một ý này.
Ở nhất tí ở nhất loại rồi mà. Mắt cái tôm nhập con cũng chút chút. Chà nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Đây không được nữa. Cái đấy phải mùi thôi. Nguyên mùi á. Có biết tiêu mà. Lửa cho để nó kìa. Nó biết cũ hả? Cũ đâu bận tay đi cả. Sao vậy? Này có hai đứa ra. Chú mùi cái bếp đi. Ai mà cho áo cắn đây? Thì gà thì đã vặt xong rồi nha mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng tiên. Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi. Đi học đi chứ. Ném chạy ra con. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Và rất ít lông cánh ấy. Để thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bú bóc tụi con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhà vật lông gà. Xong. Cứ vật cái một ạ, vật cái một là được.
Để tôi để nhất chú lại đi. Dạ. Con gà chết to. Nào kìa. Gà chết to để làm thịt ăn. Có hoa không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nha. Vâng. Con chó nó đang hóng rồi. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng rồi. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng rồi nào. Thôi mày nè. Thôi Tùng ơi. Con ngồi biết gì về lúc nào không? Thế nhưng mà Tùng qua nó ngủ mà. Tại chắc chắn là qua ngủ với Tùng. Xong rồi sáng này Tùng về qua đâu, 10 giờ về, mới nhớ về, nó đâu về đâu. Không, nhưng mà Tùng nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Giờ mỏ vô đâu, mỏ qua đâu cái xe vô. Hả? Cái gì? Mỏi làm. Ô qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Con làm rồi, nhưng mà xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi với ông kia có gì vào. Xí đi với gì. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Tôi còn tất dân chơi. Phải là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon. À tí nó luộc lên cho ai ăn. Cái để lột cái lột lên thì lột xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại nó lại thằng này. Đây, đúng rồi, Tán Nhi. Ông biết cái ghẹo của cháu nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cái ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông nhất cái. Nó một ý này. Ông nhất tí ông nhất lùa rồi đó mà. Mắt cái tông nhật cái con cũng chút chút. Chà nhìn ngon chưa? Đây con này gần xong. Cái đấy phải mùi thôi. Nguyên mùi á. Con biết gì mà. Lửa đâu để con gì? Không, nó không biết cũ đẹp. Hả? Cũ đẹp. Cái bận tay đi cả. Làm gì vậy? Này có hai đứa ra. Cho mùi cái bếp đi. Ai mà cho nó cắn đây. Ok, yeah.
Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, củ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị củ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dạp đi, học qua. Đi học qua. Được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Nhím té nào. Nếm chạy ra con. Học quý thứ 7 à, học hết ngày hôm nay này. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Để thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bú bóp của con nhưng mà có một cái vậy thế á. Ăn có cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Chứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Từ để nhích xuống lại đi. Dạ. Nào cả. À, gà tới to để làm thịt ăn. Có gà không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền à nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng thế nào? Thế này nè. Thôi, con ngồi biết về lúc nào không? Đấy nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Đấy, chắc chắn là qua ngủ cũng được. Xong rồi tháng này tụi về qua đâu, 10 giờ về, mình nhớ về nó đâu về đâu. Không, nhưng mà nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Để mỏ vô đâu, mỏ qua đâu cái xe vô. Hả? Cái gì? Mỏi là hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được. Con làm rồi, xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào làm luôn. Thì con đi vào. Ba. Đi về không chưa, có gì vào? Ba.
Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à? Còn tất dân chơi. Đây là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem nó làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon. À tí nó luộc lên cho ai ăn. Cái để luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại vậy. Nấu nấu thứ khác. Đây, đánh nha. À đúng rồi. Đánh đi. Ông biết cái gẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ gẹo con đúng không? Đây đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đít cho ông nhất cái. Đó, một ý này. Ở nhất tí ở nhất loại rồi mà. Mấy cái tuần nhật con chút chút. Cá nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong. Đây không gọn được. Cái đấy phải mùi không? Nguyên mùi á. Có biết gì mà. Mình rửa cho ông để nó gì? Nó biết cũ đấy. 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 Thì gà thì đã vặt xong rồi nha mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như thằng kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, hỏa hoa. Đi đi hỏa hoa. Ừ, được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nếm chạy ra coi. Học quý thứ bảy à, học quý thứ bảy. Học hết ngày hôm nay này. Không.
học hết ngày hôm nay, nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Về thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóc tụi con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được. Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong 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 xong. Cứ vật cái một ạ. Vật cái một là được. Rồi để nhấc nó lại đi. Dạ. Con gà tới to. Nào cơ. Gà tới to để làm thịt ăn. Có vàng không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nhỉ? Vâng. Con chó nó đang hóng này. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nó không còn. Nó đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng thế nào? Đây này nè. Ôi, con không biết đi được nào. Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Vậy chắc chắn là con ngủ bình thường. Xong rồi sáng này đừng về qua đâu, 10 giờ về mới nhớ về đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Giờ mỏi vô đâu, mỏi con đâu đi xe vô. Hả? Cái gì? Mỏi là ông đi sao mà về tối làm luôn. Đi làm được. Con làm luôn, xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi với ông Dương có gì vào. Xí đi đi. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Đây là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon. À, tí nó luộc lên cho ai ăn. Thế để lột cái lột lên thì lột xong rồi lấy ăn luôn thì mình lại lại thằng này. Đây, đánh nha. À đúng rồi. Đánh đi. Ông biết cái ghẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đích chồng nhất cái. Nó có một ý này. Ông nhất tí ông nhất là gọi được mà. Mắt cái tôm nhật cái tôm cũng chút chút. Cha nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy không được nữa. Cái đấy phải mùi thôi. Mùi mùi á. Có biết mùi. Lửa cho ông để nó kìa. Ừ, nó biết cứ vậy.
Hả? Đi cơm. Nấu tay đi cả. Làm gì? Cho mùi cái bếp. Ai mà cho nó cắn đây? Thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng tiên. Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Mà nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vặt lông. Dọc đi, học qua. Đi học qua. Ừ, được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nhím chạy ra con. Nó bảo đi đâu. Là nhí nhọc người, nhí nghỉ, nhọc nghỉ đâu nghỉ. Cái giống con bắt học của thứ 2 không nhỉ? Học quý thứ 7 và không nghỉ. Học hết ngày hôm nay này. Không, học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Cái này là ngô. Và nó chỉ ít lông cánh ấy. Về thầu điêu. Thế cho thầu điêu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóc tụi con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Cứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Như tôi để nhất nút lại đi. Dạ. Nào cả. À, gà tới to để làm thịt ăn. Có gà không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền à nhỉ. Vâng.
này, con chó nó đang hóng này, cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng nào? Con thì ngon biết gì về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Đấy, chắc chắn là con ngủ đi tụi. Xong rồi, chắc chắn là tụi về qua đâu, 10 giờ về, mới nhớ về, đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Rồi mỏ vô đâu, mỏ con đâu cái xe vô. Hả? Gì? Hỏi làm. Ô qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Con làm rồi, xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi đi, không có gì vào. Xí đi không gì. Cất thiệt. Đi làm thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Phải là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon này. À, tí nó luộc lên cho ai ăn. Cái để luộc, cái luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại vậy thằng này. Nấu nấu thứ khác. Đây, Tán Nhi, à đúng rồi, Tán Nhi. Ông biết cái ghẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cái ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đít cho ông nhất cái. Đó, một ý này. Ông nhất tí ông nhất loại rồi mà. Mắt cái công nhật cái con chút chút. Gà nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong. Cái đấy không được. Cái đấy phải mùi thôi. Nguyên mùi á. Con biết gì mà. Lửa cho ông để trong kia. Không, nó biết cũ đấy. Hả? Cũ đấy. Cái bận tay đi cả. Làm gì vậy? Này có hai đứa ra. Cho mùi cái bếp đi. Ai mà cho áo cắn đây? Thì gà thì đã vặt xong rồi các bạn nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, củ gà đấy, củ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị củ thăng thiên. Oh!
tiện cả là chết chưa? Cái thằng kia đâm một đấy hai mấy hết không chết mà. Đâm cắt sao phải chết? Ở Hà Nội đúng không? Đâm vậy là đúng. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé. Thanh Nguyên Hà Nội. Thanh Nguyên Hà Nội cắt tóc. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, Hoàng Hoa. Đi đi Hoàng Hoa. Nhờ ừ, nghỉ. Ồ, nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nhím chạy ra con. Đấy con, đi ra đây nó vô, dậy đồ. Này nhím dọc người, nhím nghỉ. Dọc nghỉ đâu nghỉ. Học quý thứ 7 học hết ngày hôm nay này học hết ngày hôm nay nếu mà học là học hết ngày hôm nay vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Để thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóp cho con nhưng mà có một cái vậy thế. Ăn có cá vậy no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy ông nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Chứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Ừ, từ đấy nhít xuống lại đi. Uống nước về nè, uống nước về nè. Dạ. Gà chết to. Nào gà. Gà chết to. À, gà chết to để làm thịt ăn. Có gà ăn không? Có. À, có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nếu không còn mà đi đường đây mà nó nóng con. À, nó nóng con này. Uống này nào. Thôi đi đi. Con hư ho biết đi về lúc nào không? Đấy nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Đấy, chắc chắn là qua ngủ cũng được. Xong rồi, sáng này tụi về qua đâu, 10 giờ về, mình nhớ về đến đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Rồi mỏi vô đâu, mỏi qua đâu đi xe đâu. Hả? Mỏi là... Cái gì? Mỏi là... Hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Có làm rồi, nuôi xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi chưa, không chưa, có gì vào. Chỉ đi có gì. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Đấy là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt một sức cấp. Bình thường, ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà luộc vậy xong rồi uống bia ngon. À, tí nó luộc lên cho ai ăn. Cái để luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại nó lại thằng nấu nấu thứ khác.
đây tránh nhà à, đúng rồi tránh đi, ông biết cứ ghẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đít cho ông nhất cái. Nó một ý này. Ông nhất tí ông nhất lùa đi được mà. Mấy cái tuần nhật con chút chút. Cha nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong. Cái đấy phải mùi không? Lên mùi á. Có biết gì mà. Cho ông để nó gì? Nó biết cũ đẻ. Cũ đẻ. Hả? Nó bận tay đi đã. Làm gì cho mùi cái bếp. Cho ai mà cho nó cắn đây. Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như thằng kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, hoa hoa. Đi đi hoa hoa. Ừ, được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nếm chạy ra coi. Học quý thứ bảy à, học quý thứ bảy. Học hết ngày hôm nay này. Không, học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Để thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóp tụi con nhưng mà có một cái vậy thế.
ăn có cá phải no sao được. Ta bóc thêm nha. Ôi dồi ôi, đấy là nhập vật lông gà. Chà, xong. Chứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Rồi để nhít nó lại đi. Dạ. Nào cả. À, con gà tới to để làm thịt ăn. Có vàng không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền à nha. Vâng. Con chó nó đang hóng nè. Cái con chó có cẩu bạc này nó đang hóng nè. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó còn. À, nó ngóng rồi nè. Con thử ngó biết đi về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Tại chắc chắn là con ngủ đi tụi. Con không, nhưng mà nó ngủ đến 8 giờ. Nó đi 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Mỏi con đâu đi xe đâu. Hả? Cái gì? Mỏi làm. Hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được. Con làm rồi, nhưng mà xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi với ông Dương có gì vào. Xí đi đi. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Thằng tất dân chơi. Đây là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon. À, tí nó luộc lên cho ai ăn. Thế để lột cái lột lên thì lột xong rồi lấy ăn luôn thì mình lại lại đúng rồi. Tán đi. Ông biết cái ghẹo bây giờ nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đít cho ông nhất cái. Đó có một ý này. Ông nhất tí ông nhất là gọi được mà. Mắt cái công nhật cái con cũng chức chức. Chà nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy không được rồi. Cái đấy phải mùi thôi. Mùi mùi á. Có biết gì mà. Mùi cho ông để nó kìa. Nó biết cũ đấy. Hả? Cái nó bận tay đi cả. Sao chứ? Này có hai đứa. Cho mùi cái bếp. Ai mà cho áo cắn đây? Nước
Ông chưa đây nữa hả? Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nha mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng tiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vặt lông. Dọc đi, dọc ra. Đi học qua. Được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Nhím té nào. Nếm chạy ra con. Đấy, con. Đi vào đây, nghỉ, nghỉ. Nghỉ đâu nghỉ. Cái giáo học thứ hai. Học quý thứ 7 à học hết ngày hôm nay này. Không, học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Và rất ít lông cánh ấy. Để thầu điêu. Thế cho thầu điêu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóc tụi con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được. Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy ông nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Cứ vật cái một ạ. Vật cái một là được. Như từ đây nhấp nút lại đi. Dạ. Con gà chết to. Con gà chết to để làm thịt ăn. Có gà không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nhỉ? Vâng. Con chó nó đang hóng rồi này. Con chó có cẩu tạc này nó đang hóng rồi. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng thế nào? Đây này nè. Thôi, không có biết gì về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Đấy, chắc chắn là con ngủ bình thường. Xong rồi, sáng này mình về qua đâu, 10 giờ về, mình nhớ về, nó đâu về đâu. Không, nhưng mà nó ngủ đến 8 giờ. Nó đi, 8 giờ đi xe bóng đá, chắc là chạy kia. Giờ mỏ vô đâu, mỏ con đâu đi xe vô. Hả? Cái gì? Mỏi là không? Đi làm được rồi. Con làm xe nó để nhà mà.
Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào đi dưới hồng kia có gì vào thì đi cái gì cất thiệt đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Phải là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà sáng đó làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon à, tí nó luộc lên cho ai ăn. Đây tán nha. À đúng rồi, tán đi. Ông biết cái ghẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông nhất cái. Đó, một ý này. Ông nhất tí, ông nhất lùa đây rồi mà. Mắt cái công nghiệp con chút chút. Cái này ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy cái đấy phải mùi không? Nên mùi đó. Có biết gì mà lửa cho để nó gì? Không biết cũ hả? Cũ đâu bận tay đi cả. Làm gì vậy? Này có hai đứa ra. Cho mùi cái bếp. Ai mà cho áo cắn đây? Qua còn vừa chỗ nhiều hơn cả lên nước đây hoàn, nước đây hả? Nước đây đi. Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, củ gà đấy, củ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị củ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, dọc ra. Đi đi học hoài. Ồ, đọc nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nhím chạy ra con. Đấy, con. Đi ra đây, nó vô, đẩy đồ. Này, nhím nhọc người, nhím nghỉ, dọc nghỉ đâu rồi.
Học quý thứ 7 à, học hết ngày hôm nay nè. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Về thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bú bóp của con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn con cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy ông nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Cứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Ừ, từ để nhấc nó lại đi. Không dạ. Gà tết to. Nào gà. Gà tết to. À, gà tết to để làm thịt ăn. Có gà không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền à nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó nóng con này. Đúng này nào. Đây này nào. Con vừa ngó biết đi về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Đấy, chắc chắn là qua ngủ cũng được. Xong rồi, tháng này tụi về qua đâu, 10 giờ về, mình nhớ về nó đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Để mỏ vô đâu, mỏ qua đâu cái xe vô. Hả? Cái gì? Mỏi là hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Có làm rồi, nhưng xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi với ông kia có gì vào. Xì đi đi. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Đấy là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt con sơ cấp. Bình thường, ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon này. À tí nó luộc lên cho ai ăn. Cái để lột cái lột lên thì lột xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại rồi. Đây, đánh ra, đúng rồi, đánh đi. Ông biết cái ghẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông nhất cái. Nó ngồi ký này. Ở nhất tí ở nhất loại rồi mà. Mất cái tô nhật con chút chút. Cha nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong. Đây không được.
Cái đấy phải mùi không? Nên mùi á. Ô biết gì mà. Mình rửa cho để nó gì. Nó biết củ đẻ. Hả? Đi đâu bận tay đi cả. Làm gì á? Cho mùi cái bếp. Ai mà cho áo cắn đây? Thì gà thì đã vặt xong rồi nha mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng tiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, hỏa qua. Đi đi hỏa qua. Ồ, được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nhím chạy ra con. Học quý thứ bảy à, học hết ngày hôm nay này. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Về thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bú bóp tụi con nhưng mà có một cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong 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 xong. Cứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Từ để nhích xuống lại đi. Dạ. Gà tết to. Nào cả. À, gà tết to để làm thịt ăn.
Có gà không? Có. À, con có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nha? Vâng. Đây, con chó nó đang hóng rồi nè. Đây, con chó có cẩu tặc này nó đang hóng rồi. Nếu không còn mà đi gần đây mà nó nấu con à, nó ngóng con à, con thì ngon biết được về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Tại chắc chắn là con ngủ bình thường. Không, nhưng mà nó ngủ đến 8 giờ. Nó đi 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Mỏi con đâu đi xe đâu. Hả? Gì? Mỏi làm. Mỏi qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Con làm rồi, nhưng mà xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi dưới không chưa, có gì vào. Xí đi vào đi. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Đây là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường, ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon này. À, tí nó luộc lên cho ai ăn ấy. Nó không thuyết. Cái luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình lấy lại nó lại thằng này. Nó không thuyết. Đây, đánh ra, đúng rồi, đánh đi. Ông biết cái gẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ gẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông Nhất đang bệnh xong rồi lại đá đít cho ông Nhất cái. Đó, một ý này. Ông Nhất tí, ông Nhất lùa đây rồi mà. Mắt cái tôi nhập cái con cũng chút chút. Chà nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy không được nữa. Cái đấy phải mùi thôi. Mùi đấy. Con biết gì mà. Mình lửa cho ông để nó kìa. Mình lửa cho ông để nó kìa. Nó biết cứu đẻ. Cứu đẻ. Hả? Cứu đẻ. Cái đang bận tay đi cả. Làm gì á? Cho mùi cái bếp đi. Cho mùi cái bếp đi. Ai mà cho áo cắn ra. Qua còn vừa có nhiều hơn cả anh đây. Nước này không hoàn, nước này hả? Ừ, nước này. Con chơi đây rồi hả? Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau.
Chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dạo đi, Hoàng Hoa. Đi đi Hoàng Hoa. Được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Nhím té nào. Nhím chạy ra con. Học hết ngày hôm nay này. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Và rất ít lông cánh ấy. Để thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóc tụi con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được. Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Chứ vật cái một ạ. Vật cái một là được. Như tôi để nhít nút lại đi. Dạ. Con gà chết to. Con gà chết to để làm thịt ăn. Có hoa không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nhỉ? Vâng. Con chó nó đang hóng rồi. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng rồi. Nếu mà không còn mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng nào. Thôi xin lưu. Con thì ngon biết gì về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Vậy chắc chắn là con ngủ với tụi. Xong rồi sáng này tụi về qua đâu, 10 giờ về, mình nhớ về, đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Rồi mỏ vô đâu, mỏ con đâu cái xe đâu. Hả? Cái gì? Hỏi là hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Con làm rồi, nhưng mà xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi chơi không chơi có gì vào. Xì đi có gì. Cất thiệt. Đi làm là thuê taxi đi làm à. Tôi còn tất dân chơi. Phải là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn.
đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem lúc đó làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon này. À, tí nó luộc lên cho ai ăn. Cái để luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại vậy. Đây, đúng rồi, Tán nhi. Ông biết cái gẹo bây giờ nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cái gẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho nhất cái. Đó, một ý này. Ông nhất tí ông nhất lùa đây rồi mà. Mắt cái công nhật cái con cũng chút chút. Gà nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy không được. Cái đấy phải mùi thôi. Nguyên mùi đó. Có biết gì mà. Lửa cho ông để nó kìa. Không biết cũ đấy. Hả? Cũ đấy. Cái nó bẩn tay đi cả. Sao vậy? Cho mùi cái bếp đi. Ai mà cho áo cắn đây. Qua còn vừa có nhiều hơn cả lên nước đây hoàn, nước đây hả? Nước đây đi. Ok vậy hả? Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, củ gà đấy, củ đang dãy tành tạch. Chuẩn bị củ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng lấy xong như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, hoàn toàn. Đi đi học hoàn. Ừ, được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nếm chạy ra con. Học quý thứ 7 à, học thứ 7. Học hết ngày hôm nay này. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay.
vật nó ít lông cánh ấy. Để thầu điếu. Thế chai thầu điếu không? Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bú bóp của con nhưng mà có con cái vậy thế. Ăn con cái vậy no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy ông nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong xong xong. Cứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Từ để nhích xuống lại đi. Dạ. Con gà tới to. Nào cơ? Con gà tới to để làm thịt ăn. Có hoa không? Có. À. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền à nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Cái con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó nóng con này. Đúng thế nào? Thôi này nè. Thôi chưa. Con vừa ho biết đi được về lúc nào không? Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Đấy, chắc chắn là con ngủ cũng được. Xong rồi, tháng này tụi về qua đâu, 10 giờ về, mình nhớ về nó đâu về đâu. Không, nhưng mà tụi nó ngủ đến 8 giờ. Thôi đi, 8 giờ đi xe bóng đá, chắc là chạy kia. Để mỏ vô đâu, mỏ con đâu cái xe đi đâu. Hả? Mỏ là... Cái gì? Mỏ là... Hôm qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được rồi. Con làm rồi, đưa xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi đi dưới ông kia có gì vào. Xì đi có gì. Cất thiệt. Đi làm mà thuê taxi đi làm à. Còn tất dân chơi. Đây là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt con sơ cấp. Bình thường, ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà luộc vậy xong rồi uống bia ngon. À tí nó luộc lên cho ai ăn. Cái để lột cái lột lên thì lột xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại vậy. Đây, đánh ra, à, đúng rồi, đánh đi. Ông biết cái gẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ gẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông nhất cái. Nó một ý này. Ở nhất tí ở nhất loại rồi mà. Mấy cái tuần nhật cái con chút chút. Gà nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy không được nữa. Cái đấy phải mùi không? Nguyên mùi á. Có biết gì mà. Mình rửa cho ông để nó kìa. Nó biết cũ đẻ. Cũ đẻ. Hả? Cũ đẻ. Cái đẻ. Nó bận tay đi cả. Sao vậy? Này có hai đứa ra. Cho mồi cái bếp đi. Ai mà cho nó cắn đây. Cái
qua còn vừa chỗ nhiều hơn cả đêm luôn. Ăn đây nước đây hoàn, nước đây hả? Ờ, nước đây chúng tôi cạnh đi. Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau. Chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ bắt đầu là nấu nước để làm gà. Đấy, cụ gà đấy, cụ đang dãy tạch tạch. Chuẩn bị cụ thăng thiên. Thằng này ở Thanh Nguyên nhé, Thanh Nguyên Hà Nội. Nhưng mà thằng đấy sao như kế mà nhìn kinh bố mẹ đi. Đấy thì bây giờ bắt đầu là dội nước sôi để vật lông. Dọc đi, hỏa qua. Đi đi hỏa qua. Ồ, được nghỉ được kìa. Đi học đi chứ. Dạ, nhím té nào. Nếm chạy ra con. Học quý thứ bảy à, học hết ngày hôm nay này. Học hết ngày hôm nay. Nếu mà học là học hết ngày hôm nay. Vật nó chỉ ít lông cánh ấy. Về thầu điếu. Thế cho thầu điếu. Nhưng mà ăn sáng chưa? Con ăn sáng xong chưa? Nãy bố bóc tụi con nhưng mà có một cái vậy thế. Ăn có cá phải no sao được? Ta bóc thêm nha. Ui dồi ôi. Đấy là nhập vật lông gà. Chà. Xong 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 xong. Xong 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 xong. Chứ vật cái một ạ, vật cái một là được. Rồi để nhít xuống lại đi. Dạ. Con gà tới to. Sao cơ? Gà tới to để làm thịt ăn. Có vàng không? Có. Có tiền không? Trời, túi đẹp mà chả có tiền hả nha. Vâng. Con chó nó đang hóng này. Con chó có cẩu tạc này nó đang hóng này. Nó không còn. Mà đi đường đây mà nó nấu con. À, nó ngóng con này. Đúng thế nào? Thế này nè. Ôi, con không biết về lúc nào. Thế nhưng mà tụi con nó ngủ mà. Tại chắc chắn là con ngủ bình thường.
Không, nhưng mà nó ngủ đến 8 giờ. Nó đi 8 giờ đi xe bóng đá chắc là chạy kia. Mỏ qua đâu đi xe vô. Hả? Cái gì? Mỏi làm. Mỏ qua đi xong rồi về tối làm luôn. Đi làm được. Con làm rồi, xe có để nhà mà. Thì hôm qua đi vào đấy làm luôn. Thì có gì vào. Đi là các dân chơi đi chơi ở đâu xong rồi chạy đấy làm luôn, đi làm luôn. Đặt sơ cấp. Bình thường ngày bình thường mà xem bóng đá làm con gà mà luộc vậy xong rồi uống bia ngon này. À tí nó luộc lên cho ai ăn đấy. Nó luộc lên. Thế thì luộc cái luộc lên thì luộc xong rồi lấy ăn luôn thì mình để lại lại. Nấu nấu thứ khác. Đây đánh nhà, à đúng rồi, đánh đi. Ông biết cái ghẹo bây giờ ông nhất không làm gì được đâu. Bình thường nhất cứ ghẹo con đúng không? Đây, đúng rồi, cứ chờ ông Nhất đang bận xong rồi lại đá đích cho ông Nhất cái. Đó, một ký này. Ông Nhất tí, ông Nhất lùa lại rồi mà. Mắt cái công nhật con cũng chức chức. Chà nhìn ngon chưa? Đây, con này gần xong rồi. Cái đấy không được. Cái đấy phải mùi thôi. Nguyên mùi đó. Có biết tiêu mà. Lửa cho ông để nó kìa. Nó biết cũ đẻ. Hả? Nó bận tay đi cả. Làm gì á? Này có hai đứa ra. Cho mùi cái bếp. Ai mà cho nó cắn đây. Qua còn vừa có nhiều rồi cả đêm không? Nước đây hoàn, nước đây hả? Ừ, nước đây. Đấy thì gà thì đã vặt xong rồi nhé mọi người nhé. Ok các bác này, hẹn các bác những video lần sau.